Của chân nhân chương 1041, phương nguyên với bá tiên sở độ, 2. Lưu lạc thiên nhai, nhạc sơn nhạc thủy đều nằm trong tay của tiên mật thất số 10. Người này rất thần bí, địa vị hình như cũng rất lớn, thậm chí cũng có khả năng là kẻ cầm đầu đại án phúc địa vương đình. Ta biết hắn, hắn không biết ta. Bây giờ địch sáng ta tối. Nếu ta trực tiếp hỏi mô tiên của nhạc sơn nhạc thủy từ hắn, chỉ sợ không ổn. Đánh rắn động cỏ thì không nói vạn nhất để hắn nhìn ra được vấn đề, không bán tiên cổ, vậy thì càng thêm không ổn. Phượng Cửu Ca không ngừng suy nghĩ trong lòng. Ông ta là người rất có mưu lược, văn võ song toàn. Nếu không phải như vậy, Linh Duyên Trai cũng sẽ không ủy thác trách nhiệm, điều động ông ta làm thủ lĩnh đội ngũ chui vào Bắc Nguyên. Nếu ta trực tiếp ra tay, tham gia cạnh tranh cũng không ổn. Mặc dù ta lấy thân phận U Lan kiếm sư, công nhiên đấu giá cổ lưu lạc thiên nhai. Nếu bây giờ lại tiếp tục mua cổ nhạc sơn nhạc thủy, vạn nhất người trong mật thất số 10 biết về lầu Cận Thủy, khả năng bại lộ của ta rất lớn. Phượng Cửu ca giả mạo thân phận, bí mật chui vào Bắc Nguyên. Cho dù chiến lược cường thịnh nhưng cuối cùng cũng là tác chiến đất khách, trong lòng cũng có lo lắng. Kết nhất trong đại hội đấu giá này, cho dù cạnh tranh vượt lên trên tất cả người khác, người bán không chọn thì cũng xem như thất bại. Ta trực tiếp ra tay, cho dù lực ác quần hùng, ý nghĩa cũng không lớn. Hơn nữa còn có một điểm, cho dù Phượng Cửu Ca thu mua thành công, ông ta mua tiên cổ đỉnh lực cũng có làm được cái gì đâu. Ông ta không cần tiên cổ lực đạo, ngược lại còn muốn dùng tiên cổ lực đạo để đổi lấy tiên cổ khác nữa là. Phượng Cửu Ca nghĩ đến, bỗng cảm thấy miệng hơi khô, nhấp một ngụm trà, trong lòng sinh ra cảm giác tiếc nuối, nếu lần này không phải ta một thân một mình, được đồng bạn giúp đỡ, xử lý vấn đề như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Thứ nhất, gặp mặt giống như quen biết là sát chiêu tiên đạo khó mà truyền cho người khác thứ hai cổ tiên bên cạnh phượng tiên thái tử cũng không thể sử dụng đạo lý này rất đơn giản nếu vạn nhất thân phận phượng cửu ca bị bại lộ cũng không quá liên lụy phía phượng tiên thái tử phượng tiên thái tử có thể nói ra với bên ngoài mình không biết càng có lợi hơn cho việc ẩn nút về sau của ông ta nghĩ đi nghĩ lại phượng cửu ca rốt cuộc ổn định tâm trạng lặng lẽ liên lạc với bá tiên sở độ trong phòng đơn hoặc đại sảnh, các cổ tiên có thể trực tiếp liên lạc với nhau. Mật thất thì khác. Sở độ muốn liên lạc với phương nguyên, cần tầng bách thắng làm người trung gian chuyển đạt. Chỉ cần cổ tiên trong mật thất kia không muốn câu thông, cũng sẽ không thể thông tin được. Sở độ nhận được tin tức của U Lan Kiếm Sư, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Gã đi lại rất gần với Dược Hoàng, nhưng chỉ gặp mặt Phượng Tiên Thái Tử một lần. Trong thư, Phượng Cửu Ca nói thẳng, Nguyện ý trả thù lao cho sở độ, trợ giúp cả lấy được tiên cổ đỉnh lực, nhưng ông ta cũng có yêu cầu, hy vọng sở độ có thể nhường ra chính thiên ngân trong tay. Xem ra, lần này ta thăm dò bạch thiên bị thương cũng đáng giá. Thu hoạch được 600 cân chính thiên ngân, ngay cả bên trong bảo hoàng thiên cũng không có đến con số như vậy. Có U Lan kiếm sư trợ giúp, còn có thể cạnh tranh. Trong lòng bá tiên sở độ cũng hơi lo lắng về động cơ của Phượng Cửu Ca. Nhưng chuyện gã muốn lấy được tiên cổ đỉnh lực vẫn quan trọng hơn cả. Bá tiên sở độ lập tức hồi âm cho Phượng Cửu Ca, cảm ơn đối phương đã giúp đỡ, đồng thời tuyên bố sau khi chuyện thành công, chắc chắn sẽ thông báo địa điểm thu hoạch chính thiên ngân cụ thể cho Phượng Cửu Ca biết. Có được sự giúp đỡ của Phượng Cửu Ca, bá tiên sở độ đã có lực để cạnh tranh lần nữa. Thế sự biến hóa, huyền diệu thú vị. Kiếp trước của Phương Nguyên, bá tiên sở độ tử chiến xa trường, người giết gã chính là phượng cửu ca bây giờ bởi vì phương nguyên hai người âm thầm liên thủ với nhau hai bên liên thủ tạo thành trận doanh đối với bá tiên sở độ mà nói gã rất cần tiên cổ đỉnh lực sự giúp đỡ của phượng cửu ca giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đối với phượng cửu ca mà nói đồ mà ông ta giúp cho bá tiên sở độ trong tương lai gã cũng sẽ trả lại cho ông ta ông ta bỏ ra không bao nhiêu công sức nhưng lại ngăn được mục đích của Phương Nguyên. Sau mấy vòng cạnh tranh, đấu giá càng lúc càng căng thẳng. Bá tiên sở độ như đống cho tàn lại cháy, sức mạnh dường như đã đủ, báo giá không do dự chút nào. Phương Nguyên khẽ ồn một tiếng, cảm thấy ngoài ý muốn. Tiên tài của địa linh Lan Gia đã đủ, hắn không thể không đem tiên tài đó ra làm vốn cạnh tranh. Tình huống như vậy khiến Phượng Cửu Ca không khỏi tức giận. Những tiên tài này đều là của ông ta, không nghĩ đến vừa mới chảy ra, nhanh như vậy đã bị người ta dùng làm vũ khí đối nghịch ông ta. Nhưng Phượng Cửu Ca không thể không kiên trì, đồng thời tính toán phân tất. Nhìn đi, tình huống đấu giá của Lưu Lạc Thiên Nhai trước đó dường như muốn lặp lại. Bá tiên sở độ hình như nhất định phải có được con tiên cổ này. Người trong mật thất số 10 luôn yêu cầu tiên cổ lực đạo, vì thế hắn luôn so kè với bá tiên sở độ. Hai bên không hề nhượng bộ chút nào xem ra lại là một trận đấu giá sóng gió trong đại sảnh các cổ tiên lại tranh nhau bàn tán phương nguyên rốt cuộc đứng ngồi không yên hắn đứng dậy dạo bước trong mật thất rõ ràng bá tiên sở độ đã không còn hy vọng vì thế mới gửi một phong thư cho ta nhưng tại sao đột nhiên gã lại có tài lực như vậy chẳng lẽ đây là kế sách muốn cho kẻ địch thấy mình yếu của gã sao không có khả năng trừ phi não gã có nước mới vận dụng kế sách vụng về như vậy Tóm lại, đã có người trợ giúp cả. Phương Nguyên cao mày suy nghĩ, luôn cảm thấy có một loại dự cảm, nhưng muốn tìm hiểu kỹ càng thì lại không nắm bắt được. Rốt cuộc là ai đã trợ giúp cả? Tại sao lại phải giúp cả? Ngoài mặt là cả hai đang tranh chấp, nhưng Phương Nguyên lại cảm nhận được có ai đó đang đứng đằng sau. Phương Nguyên gõ gõ cái đầu tiên cương của mình, một lần nữa trở lại chỗ ngồi, bắt đầu vận dụng ý niệm trong đầu, phụ trợ suy nghĩ. Hắn vừa suy nghĩ vừa đấu giá. Sau hai lần giao phong, hắn đột nhiên mở mắt. Tinh mang lóe lên trong mắt của hắn. Vừa mới suy nghĩ, hắn đã có thu hoạch. Ta nhất định phải có được con tiên cổ đỉnh lực này. Phương Nguyên mở miệng hô to, "Phô Trương thanh thế, người bán có cần gì cứ mở miệng, bản nhân sẽ tận lực thỏa mãn." Ta bên này cũng giống như vậy. Người bán cần gì xin cứ nói. Bên kia, bá tiên sở độ im lặng một chút sau đó không chút yếu thế đuổi theo. Đại sảnh lại chấn động một phen. Người trong mật thất số 10 đúng là không đơn giản, trực tiếp khiêu chiến với sở độ. Quả nhiên đã bắt đầu. Lại muốn tái diễn trận đấu giá lần trước sau. Khi đấu giá cổ lưu lạc thiên nhai cũng chính là tình huống này. Bây giờ lại xem người bán cần gì. Người bán cũng không suy nghĩ quá lâu, lập tức đưa ra yêu cầu mới, một truyền thừa trí đạo. Nhìn thấy yêu cầu này, Bá tiên sở độ nhìn không được cười khổ. Gã làm gì có truyền thừa trí đạo chứ? Trí đạo lưu truyền từ lâu, nhưng từ trước đến giờ luôn nhất mạch đơn truyền, cực kỳ thần bí. Người bán cũng vì thấy cạnh tranh quá nóng nảy, nảy sinh lòng tham, đưa ra yêu cầu quá phận này. Phượng Cửu Ca cũng cười khổ. Trên người ông ta có không ít tiên cổ, nhưng người bán lại yêu cầu truyền thừa trí đạo, đúng là làm khó ông ta. Trí đạo thư thớt bên trong thập đại cổ phái cũng chỉ có mấy phái có được mấy truyền thừa trí đạo phương nguyên trả giá cao bên trong bảo hoàng thiên chờ mua truyền thừa trí đạo mãi cũng chưa thỏa mãn được nguyện vọng cuối cùng đành chấp nhận một phần truyền thừa không trọn vẹn nhưng cũng chỉ vì đối phương đang rất cần thi thể hoang thú cổ trùng trí đạo không ít nhưng truyền thừa trí đạo lại rất hiếm có nhất thời phương nguyên và sở độ đều rơi vào im lặng người bán yêu cầu một truyền thừa trí đạo đây chính là ép buộc Trước đó Phương Nguyên ném ra danh sách tiên tài, ít ra trong tay các cổ tiên nhiều ít gì cũng có vài món, nhưng truyền thừa trí đạo lại rất hiếm thấy. Ngay cả cổ tiên trí đạo cũng sẽ không đem truyền thừa của nhà mình, gốc rễ lập thân của mình dễ dàng bán cho người khác. Sở độ không có truyền thừa trí đạo, Phượng Cửu Ca cũng không có. Trong tay Phương Nguyên không có truyền thừa trí đạo trọn vẹn, mà không trọn vẹn thì không đạt được yêu cầu này. Hắn liếm đôi môi khô ráo của mình, vẫn im lặng nhưng trong lòng lại càng chờ mong nhất thời mặc kệ là mật thất số mười hay là bá tiên sở độ đều không tiếp tục lên tiếng trong đại sảnh chìm vào bầu không khí quỷ dị thời gian dần trôi trong đại sảnh vang lên tiếng nghị luận yêu cầu truyền thừa trí đạo điều kiện này cũng quá khó khăn tiên cổ trí đạo thì được nhưng lại vọng tưởng đạt được truyền thừa trí đạo ha ha quá tham lam rồi điều kiện như vậy mật thất số 10 và bá tôn đều không bỏ ra nổi. Không khí vừa mới nóng lên đã bị dập tắt. Nói không chừng tiên cổ này sẽ không ai mua nữa. Nhưng chuyện này cũng không có gì gây gớm. Tiên cổ không bán được, dựa theo quá trình, cũng sẽ có được vòng đấu giá thứ hai. Vị cổ tiên bán tiên cổ này cũng đã nhận ra được sự không ổn, vội vàng bổ cứu. Tần Bách Thắng nhận được truyền âm của người bán, sau đó tuyên bố, truyền thừa trí đạo không cần hoàn chỉnh, cho dù truyền thừa trí đạo không trọn vẹn cũng được. Đương nhiên, có độ hoàn thiện cao thì càng tốt. Phương Nguyên cười ha hả, trong tay hắn đang có một truyền thừa trí đạo không trọn vẹn. Trong mật thất số 10 truyền ra âm thanh báo giá của hắn, trong tay ta vừa lúc không có truyền thừa trí đạo trọn vẹn. Sở Độ nghe được âm thanh kêu giá của Phương Nguyên, trong lòng chấn động. Trong tay gã ngay cả truyền thừa trí đạo không trọn vẹn gã cũng không có, nhưng gã vẫn hy vọng hy vọng này tất nhiên là gửi lên người u lan kiếm sư gã cho rằng u lan kiếm sư có phượng tiên thái tử chống lưng nội tình cực kỳ thâm hậu chưa chắc không có truyền thừa trí đạo không trọn vẹn phượng cửu ca cười khổ linh duyên trai đích thật có cất giữ truyền thừa trí đạo không trọn vẹn nhưng bây giờ ông không có mang theo vì thế ông ta vội vàng thông qua cổ động địa bên trong tiên khiếu truyền ra tin tức liên lạc với chính vị của tiên trung châu còn lại Chính vị cổ tiên Trung Châu đương nhiên biết hành động của Phượng Cửu Ca lần này. Trên thực tế, bọn họ đã bí mật tìm phục gần bụi cỏ lau phi hồng, chờ tiếp ứng cho Phượng Cửu Ca. Sau khi nhận được tin tức của Phượng Cửu Ca, trong tay hai vị cổ tiên Trung Châu có bản truyền thừa trí đạo không trọn vẹn. Một là lão toán tử, đến từ cổ hồn môn, bản thân là một cổ tiên trí đạo. Một vị khác là Trần Chấn Sí của vạn long ổ, tông sư phi hành, trong một lần thăm dò một di tích ngoài ý muốn thu hoạch được một phần truyền thừa phượng cửu ca nhận được câu trả lời của hai người tất nhiên vui mừng vội vàng thương lượng truyền thừa trí đạo cho dù không trọn vẹn nhưng giá trị cũng không nhỏ lão toán tử trần chấn sý cũng không phải cùng một môn phái với phượng cửu ca cho dù là đồng môn cũng phải tính toán với huynh đệ của mình chứ nói chuyện qua lại phượng cửu ca rốt cuộc cũng đàm phán thỏa đáng với trần chấn sý nỗ lực bỏ ra cái giá không thấp mua được một phần truyền thừa trí đạo trong tay ông ta nhưng sau khi mua được phượng cửu ca lại do dự ông ta đương nhiên sẽ đem truyền thừa trí đạo không trọn vẹn này giúp cho sở độ nhưng cứ như vậy thì lộ liễu quá lúc trước ông lừa gạt sở độ nói muốn lấy tiên tài thiên ngân trong tay gã bây giờ chỉ vì muốn chính thiên ngân mà lại giúp cho một đạo truyền thừa trí đạo trân quý cái này giống như vì hạt vừng mà hy sinh quả dưa hấu không thể nào nói nổi Phương chính hoàn toàn có thể ngờ đến, chỉ cần xuất truyền thừa trí đạo này ra, Sở Độ sẽ lập tức hoài nghi mục đích của ông ta ngay. Hai, nếu bên cạnh ta có một đồng bạn ra tay thì tốt quá rồi. Phượng Cửu ca một lần nữa cảm thán, trong tình huống này, khả năng người bán lựa chọn mật thất số 10 cao đến 8 thành. Đáng tiếc, khi đấu giá tiên cổ, không thể trực tiếp liên hệ với người bán. Trong lúc Phượng Cửu ca tình nguyện chịu Sở Độ nghi ngờ, cũng muốn lấy ra đạo truyền thừa trí đạo không trọn vẹn này giúp đỡ, sở độ đã lên tiếng, trong tay ta không có truyền thừa, cạnh tranh này, ta rút lui. Phượng cửu ca sững sờ. Thì ra, sở độ chờ một lát, hy vọng vốn nhỏ bé trong lòng dần dần tan biến hết. Gã đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, giao tình giữa gã và U lan kiếm sư, phượng tiên thái tử không sâu, đối phương chỉ vì thiên ngân nên mới giúp gã. Cho dù trong tay có truyền thừa trí đạo, dựa vào cái gì mà phải hy sinh lớn đến như vậy để giúp đỡ gã chứ? Chỉ vì 600 cân chính thiên ngân sao? Hiển nhiên không có khả năng. Sở độ là người thông minh. Tuy chỉ là tán tu, nhưng cũng biết sĩ diện. Bây giờ Phương Nguyên đã báo giá, nhiều người nhìn vào như vậy, sở độ cũng không thể đứng im mà không nói gì. Thế là, gã thẳng thắn thừa nhận thất bại, trực tiếp rút lui khỏi trận cạnh tranh này. Sắc mặt Phượng Cửu Ca trầm xuống trong nháy mắt sở độ tuyên bố rời khỏi ông ta đã kịp phản ứng tiền căn hậu quả nhất thời phương nguyên thắng lợi đã thành kết cục đã định phượng cửu ca cũng không biết nói gì cho phải chẳng lẽ sở độ quá thông minh suy bụng ta ra bụng người hay sao phượng cửu ca cảm thấy do dự rốt cuộc là bên cạnh thiếu đồng bọn làm chuyện gì cũng bó tay bó chân nhưng giao dịch tiên của nhạc sơn nhạc thủy cũng không phải là không có cơ hội sau khi đấu giá công khai còn có tự do giao dịch. Phượng Cửu Ca tự trấn an mình, tâm trạng nhanh chóng bình phục lại. Ông ta đã trải qua nhiều sóng gió to lớn, ma luyện không thua gì Phương Nguyên. Nếu không, sẽ không có Phượng Cửu Ca như ngày hôm nay. Người như Phượng Cửu Ca có rất nhiều điểm giống Phương Nguyên, không so đo thành bại nhất thời, co được giảng được. Cục diện cạnh tranh tiên cổ đến lúc này xem như đã sáng tỏ. Sở độ rút lui, Phương Nguyên ra giá một phần truyền thừa trí đạo không trọn vẹn. Nhưng khi Tần Bách Thắng chuẩn bị lên tiếng báo giá lần thứ nhất, người cạnh tranh thứ ba đã xuất hiện. Mật thất số 11 đồng ý cạnh tranh, xuất ra một con tiên cổ trí đạo, một phần truyền thừa trí đạo không trọn vẹn, tiên tài không thua gì mật thất số 10. Tần Bách Thắng bỗng nhiên tuyên bố. Phát sinh ngoài ý muốn khiến cho các cổ tiên một lần nữa nhất lên hứng thú. Lại có thêm một vị cổ tiên thần bí tham dự đấu giá. Mật thất số 11 có thể trả giá cao như vậy, quả nhiên nước của đại hội đấu giá rất sâu. Từ lúc nào tiên cổ lực đạo nổi tiếng đến mức mọi người cùng tranh như thế? Tần Bách Thắng lại càng cảm thấy kỳ quái hơn so với những người khác. Ông ta biết Thái Bạch Vân sinh đi cùng với Phương Nguyên. Bọn họ cùng một dục mới đúng. Tại sao lại nội đấu với nhau? Đừng nói ông ta, ngay cả người trong cuộc là Thái Bạch Vân Sinh cũng không hiểu ra sao cả. Ông cũng vừa mới nhận được tin tức của Phương Nguyên, nói phải báo giá như vậy. Dù sao người bán cũng chỉ có thể lựa chọn một người giao dịch, mặc kệ là lựa chọn Phương Nguyên hay là lựa chọn Thái Bạch Vân Sinh, đều chỉ có được một phần đấu giá. Từ đầu đến cuối, Phương Nguyên cũng không tính là vi phạm quy định đại hội đấu giá. Trong mật thất số 10, Phương Nguyên ngồi im tại chỗ, ngón tay nắm chặt lại, tầm mắt khép hờ, chỉ để lại một khe hở, mở miệng báo một cái giá cạnh tranh với Thái Bạch Vân Sinh. Liên tục đấu giá mấy lần, Thái Bạch Vân Sinh chấp vá lung tung, biểu hiện tài lực chống đỡ không nổi. Sau đó, Thái Bạch Vân Sinh im lặng, biểu hiện do dự. Cạnh tranh thêm mấy lần, Thái Bạch Vân Sinh nhận được thông báo của Tần Bách Thắng. Sau khi được ông cho phép, Tần Bách Thắng nhận được một phong thư từ người khác. Nội dung thư bên trong đại khái cũng giống như viết cho sở độ. Lấy lý do nhìn trúng tiên tài mà Thái Bạch Vân Sinh đã báo, thấy thực lực của Thái Bạch Vân Sinh không đủ, nguyện ý giúp đỡ đổi lấy tiên tài sư đệ quả nhiên như ngươi đã sở liệu có người đồng ý giúp ta thái bạch vân sinh đem chuyện này ngầm báo cho phương nguyên biết ồ phương nguyên đột nhiên mở hai mắt vô thức dựng thẳng lưng là ai u lan kiếm sư u lan kiếm sư tinh mang trong mắt phương nguyên bùng lên u lan kiếm sư phượng tiên thái tử hắn không ngồi được nữa trực tiếp đứng dậy bắt đầu dạo bước sắp xếp vừa nãy của Phương Nguyên chỉ là muốn thăm dò. Bây giờ đã dò ra được kết quả, nhưng kết quả này lại khiến Phương Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Bá tiên sở độ tất nhiên phải cần đến sự giúp đỡ mới có thể cạnh tranh cùng với ta. Người này rất có thể chính là U Lan Kiếm Sư. Nếu thật là nàng ta, trước giúp sở độ, sau giúp Thái Bạch Vân Sinh, vì cái gì? Chỉ sợ không phải là tiên tài, mà là phòng ngừa tiên của nhạc sơn nhạc thủy của ta rơi vào tay người khác tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy ở trong tay ta không có tác dụng gì bởi vậy ta mới bán đi nếu tiên cổ rơi vào trong tay người bán người này có cần trên cơ bản sẽ không bán tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy đi u lan kiếm sư trước đó tiêu tốn rất nhiều dùng hai con tiên cổ lực đạo để mua tiên cổ lưu lạc thiên nhai bây giờ nghĩ lại nàng ta muốn ngăn cản ta bán tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy là vì cái gì đáp án đã sớm lấp lóe trong lòng hắn đó chính là tiên cổ ốc thất chuyển lầu cận thủy phương nguyên vừa đi qua đi lại vừa suy nghĩ một lát sau hắn dừng bước ngẩng đầu nhìn về phía xa phong cảnh trong mật thất như tranh vẽ nhưng ánh mắt của phương nguyên tĩnh mịch giống như nhìn xuyên qua từng tầng huyễn cảnh nhìn thấy được u lan kiếm sư bên trong phòng đơn thậm chí nhìn thấy được trung châu bên ngoài bắc nguyên ánh mắt phương nguyên lạnh như băng cười lạnh trong lòng thật sự lợi hại trong cuộc loạn chiến ngũ vực kiếp trước một vị thái thượng trưởng lão nào đó của Linh Duyên Trai đã thành công chiêu mộ Phượng Tiên Thái Tử. Phượng Tiên Thái Tử bỗng nhiên đầu nhập vào Linh Duyên Trai, khiến cho người ta vội đến mức không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa đã giết chết Mã Hồng Vận lúc đó đã là cổ tiên thất chuyển, khiến thế cục Bắc Nguyên thay đổi đột ngột. Rất nhiều cổ tiên Bắc Nguyên hy sinh, rất nhiều lãnh thổ không còn, danh tiếng Linh Duyên Trai tăng vọt, nhảy lên thành môn phái đứng đầu trong thập đại cổ phái không nghĩ đến Phượng Tiên Thái tử vốn đã là quân cờ của Linh Duyên Trai. Phượng Cửu Ca có gặp mặt giống như quen biết, Phương Nguyên dò xét không ra chân tướng. Mười đại cổ phái Trung Châu điều động Phượng Cửu Ca dẫn đầu chúng tiên tiến vào Bắc Nguyên, vốn là một nhiệm vụ bí mật, trước đó đã có mấy vị cổ tiên trí đạo liên thủ, che đậy hết thảy dấu vết. Với năng lực tình báo của Phương Nguyên, đương nhiên dò xét không ra. Phương Nguyên không biết những chuyện này, nhưng Phượng Cửu Ca dùng thân phận U Lan Tiên Tử, ngược lại đã để Phương Nguyên đoán ra được bí mật bố cục trọng đại của Linh Duyên Trai. Thủ đoạn của vị U Lan kiếm sư này rất cao minh. Nếu không phải sở độ sớm gửi thư cho ta, ta còn chưa phát giác được sơ hở. Nếu ta không có trí nhớ của kiếp trước, cũng sẽ không liên tưởng cùng một chỗ. Phương Nguyên âm thầm cảm thán trong lòng. Khả năng âm mưu tính toán của Phượng Cửu Ca không thua gì Phương Nguyên. Ra tay như Xuân Phong hóa vũ, không để lại dấu vết. Nhưng trong cuộc đấu trí lần này, Phương Nguyên cao minh hơn một chút. Đầu Tiên Phượng Cửu Ca bị Sở Độ hố. Bá Tiên đã sớm gửi thư cho Phương Nguyên. Chuyện này Phượng Cửu Ca không biết. Nếu biết, ông ta tuyệt sẽ không làm như thế. Nhưng Sở Độ cũng sẽ không vô duyên vô cớ thông báo cho đối phương biết. Dù sao đây cũng là chuyện mất mặt. Đồng thời Sở Độ vẫn cho rằng, Phượng Cửu Ca thật sự muốn tiên tài chính thiên ngân của gã nhược điểm thứ hai của phượng cửu ca chính là không có đồng bọn bên cạnh giả mạo thân phận nhiều thứ phải lo làm việc trói chân trói tay không giống như phương nguyên bên cạnh còn có thái bạch vân sinh có thể trợ giúp giảm bớt rất nhiều phiền phức bất hạnh thứ ba của phượng cửu ca là đối thủ của ông ta chính là phương nguyên phương nguyên là người không đơn giản là người trùng sinh có trí nhớ của kiếp trước cho dù không biết chân tướng cũng có thể từ một số việc mà đẩy ngược ra rất nhiều bí ẩn Phương Nguyên một lần nữa ngồi xuống. Hắn vừa báo giá, vừa diễn kịch với Thái Bạch Vân Sinh, vừa suy nghĩ. Hiện tại thế cục đã chuyển đổi. Phương Nguyên thoạt đầu mơ mơ màng màng, hiện tại đã nắm chắc, phát hiện được mục đích của U Lan kiếm sư. Mặc dù còn chưa biết được thân phận chân chính của U Lan kiếm sư, nhưng Phương Nguyên chiếm cứ chủ động, Phượng Cửu Ca vẫn còn chưa biết được Phương Nguyên đã khám phá ra được mục đích của ông ta, hiện tại đang trong cục diện địch sáng ta tối. Hiện tại Phương Nguyên đang suy nghĩ rốt cuộc nên giữ lại tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy khiến đại kế của Linh Duyên Trai thất bại, hay là đổi lấy tiên cổ lớn hơn, hoặc trực tiếp bán tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy cho ô Lan Kiếm Sư. Với lòng dạ của Phương Nguyên, còn chưa đến mức không muốn nhìn thấy người khác tốt hơn mình. Nếu thỏa mãn Linh Duyên Trai, đổi lấy lợi ích động tâm lớn hơn, Phương Nguyên tuyệt đối sẽ làm như vậy. Nhưng xét theo một phương diện khác, Phương Nguyên lại không nỡ bỏ tiên cổ lục đỉnh, loại tiên cổ phòng ngự lực đạo này rất hiếm thấy. Bỏ lỡ là không còn gặp nữa. Trong lúc Phương Nguyên đang do dự, một âm thanh từ trong phòng đơn truyền ra. Một con tiên cổ trí đạo của thiện niệm, một phần truyền thừa trí đạo không trọn vẹn, tiên tài gấp hai cạnh tranh lấy con tên cổ đỉnh lực này. Toàn bộ đại sảnh không khỏi xôn xao. Bởi vì cổ tiên tham gia cạnh tranh lai lịch quá lớn, chính là một trong ngũ đại cổ tiên bác chuyển, cổ tiên luyện đạo dược hoàng. Dược Hoàng cũng tham gia cạnh tranh. Ông ta là cổ tiên luyện đạo, tại sao lại có nhu cầu đối với lực đạo nhỉ? Chẳng lẽ tiên cổ đỉnh lực kia có liên quan đến lợi ích trọng đại nào đó, chỉ là chúng ta chưa cảm nhận được mà thôi. Bên trong phòng đơn, bên cạnh Dược Hoàng chính là đương kim thủ lĩnh cương minh Bắc Nguyên, âm lục công. Âm lục công nói, Dược Hoàng tiền bối thật sự muốn mua con tiên cổ đỉnh lực này sao? Dược Hoàng cười ha hả, đúng là như vậy ta muốn luyện tiên cổ khởi tử hoàng sinh, trong đó có một cửa ải, cần một vật chứa vô hình, xem như vùng đất luyện cổ. Khí trong đó nhất định phải hư mà không phải là thực, không dính quan ám ngũ hành. Vì thế viêm, băng, mộc, kim, khí đạo bình thường đều không thể thực hiện được. Có thể thực hiện, hư đạo là tốt nhất, lực đạo đứng thứ hai, tiếp đó là vũ đạo rồi luật đạo. Âm lục công giật mình, tiên cổ hư đạo vốn rất hiếm thấy, sắp xỉ với truyền thừa trí đạo tiên cổ hư đạo có thể sung làm vật chứa vô hình lại càng khó có hơn tiên cổ đỉnh lực lấy lực làm đỉnh không dính quan ám ngũ hành không thực liền hư nhưng lại có thể chống cự thế công đích thật là vật chứa luyện của thượng giai dược hoàng gật đầu nuôi dùng luyện tồn hồ một lòng tiên cổ chỉ là công cụ dùng như thế nào tùy từng người khác nhau tiểu lục bây giờ ngươi đã tin tưởng thành ý của ta chưa âm lục công cười khổ trước đó dược hoàng ưu ái ông ta chủ động nắm tay ông ta ngồi chung một phòng đơn quan hệ thân thiết khiến các cổ tiên còn lại phải đỏ mắt hâm mộ nhưng người ngoài không biết được nội tình dược hoàng còn có mưu đồ khác mấy năm qua dược hoàng vẫn luôn nghiên cứu ý định tạo ra một con tiên cổ hoàn toàn mới có tên là khởi tử hồi sinh tên cổ cũng như ý nghĩa có thể giúp cho người chết giành được cuộc sống mới dược hoàng vốn đi theo luyện đạo đồng thời am hiểu nhất chính là luyện chế cổ trùng trị liệu. Lần này tiên cổ khởi tử hồi sinh là cái mới lần đầu tiên ông sáng tạo ra, hao phí rất nhiều tài lực, tinh lực của ông ta. Từ lúc ta hợp tác với Quý Minh đến nay, nhờ tiên cương làm người thí nghiệm. Mấy năm qua tích lũy lại, rất có thành quả. Đối với chuyện luyện tiên cổ khởi tử hồi sinh, ta có ba thành nắm chắc. Dược Hoàng hơi kiêu ngạo nói. Ba thành. Cương mặt âm lục công hiện lên sự kinh ngạc ba thành nắm chắc đối với luyện chế tiên cổ đã là rất cao một khi luyện thành tiên cổ người được lợi lớn nhất thật ra không phải là ta mà là cương minh của các ngươi dược hoàng vừa cạnh tranh vừa nói với âm lục công âm lục công khẽ chấn động ý của tiền bối là không sai dược hoàng thẳng thắn thừa nhận cổ này liên quan đến pháp tắc sinh tử dùng cái chết chuyển sinh chỉ thích hợp với tiên cương các ngươi có thể giúp các ngươi giành lại cuộc sống mới thoát khỏi vũng bùng tiên cương. Có dịu dụng như vậy sao? Không hổ danh là dược hoàng đại nhân. Âm lục công chấn kinh một chút, nhưng rất nhanh thu liễm lại, nhưng đại nhân có tiên cổ như vậy, không nói đến lợi nhuận to lớn, dùng cho bản thân thôi, cũng có thể khống chế được duyên thọ. Ha ha, tiểu lục ngươi thật sự rất khôn khéo. Ngươi đoán không sai, thọ cổ rất khó tìm, thọ nguyên của lão phu cũng không còn nhiều, không thể không tìm kiếm những phương pháp duyên thọ khác. Thế nào, có hợp tác với ta không? Dược Hoàng nói thẳng. Âm lục công cười khổ, Dược Hoàng đại nhân đã sớm nhìn ra được vãn bối đã động tâm, nhưng muốn hợp tác với tiền bối, bên phía vãn bối ít nhất phải lấy ra 10 thi thể tiên cương. Mặc dù vãn bối là một trong những thủ lĩnh của cương minh, nhưng vẫn còn hai người khác. Cho dù ba người thủ lĩnh chúng ta đồng ý, nhưng cũng chỉ là người quản lý cương minh Bắc nguyên. Việc này can hệ trọng đại, Bản bối còn phải thông báo cho thủ lĩnh phần thiên nữa. Mười thi thể tiên cương đã là số lượng ít nhất rồi. Muốn luyện chế tiên cổ khởi tử hồi sinh, nhất định phải là vật có liên quan đến đạo ngân sinh tử. Vì thế tiên cương chính là thứ tốt nhất, là chủ tài luyện cổ. Ta biết, bên trong cống ngầm cương minh của các ngươi có một mộ huyệt an tán sát tiên cương lịch đại. Dược hoàng cao mày nói. Âm lục công vội vàng khoát tay, dược hoàng đại nhân, điều này vạn vạn lần không được người chết nhập thổ vi an tiên cương chúng ta bởi vì cơ thể không được trọn vẹn lại càng chú trọng phương diện này hơn nếu ta đào mộ dẫn đến chúng tiên cương phẫn nộ cũng sẽ làm hỏng thanh danh của cương minh bắc nguyên thử hỏi ngay cả thi thể của thành viên trong cương minh cũng đem ra lợi dụng liên minh lạnh lùng như thế ai mà còn thèm gia nhập nữa trong tay vãn bối có hai cơ thể tiên cương đều là kẻ phản bội cương minh dù vậy Vãn bối vẫn dùng sát chiêu quan quách da đá để an táng bọn họ, bảo vệ nghị sự đường, chưa từng tùy tiện sử dụng. Hừ, đám tiên cương các ngươi đúng là cứng đầu. Ta luyện tiên cổ khởi tử hồi sinh cũng có lợi ích rất lớn đối với các ngươi. Thương mặt dược hoàng hiện lên vẻ không vui, mơ hồ gây áp lực đối với âm lục công. Chính bởi vì tiên cương rất chấp nhất trong việc này, dược hoàng mới ngụy trang thân phận xâm nhập cương minh, muốn đích thân ra tay ăn cắp thi thể tiên cương. Nhưng đáng tiếc, Kế hoạch của ông ta bị cánh cửa nghị sự đường phá hỏng. Âm Lục Công bị áp lực rất lớn, nhưng đối với chuyện này không dám cẩu thả. Ông ta cố gắng tìm từ để nói, như vậy đi, tiền bối. Việc này ta thật sự không làm chủ được. Thậm chí ba thủ lĩnh chúng ta cũng không dám quyết định. Chúng ta cần phải thông báo cho thủ lĩnh Phần Thiên, hết thảy phải do ngài ấy định đoạt. Mấy tháng nữa, nhất định ta sẽ cho đại nhân ngài một câu trả lời chắc chắn. Biểu hiện dược hoàng hoàn toàn không vui, ba thủ lĩnh các ngươi toàn là người trung thành tuyệt đối với phần thiên. Mồ hôi lạnh đổ ròng ròng trên người Âm Lục Công. Nghe dược hoàng nói, hình như ông ta đã từng hiệp thương với thủ lĩnh khác. Tuy nhiên, ông ta vẫn cố ứng phó với dược hoàng, nói là trung thành tuyệt đối thì thật hổ thẹn quá. Chân chính mà nói, tiên cương chúng ta tôn trọng quy củ cương minh hơn. Dù sao đại đa số cổ tiên đều bài xích tiên cương chúng ta, xem thường chúng ta. Chỉ có Cương Minh mới thật sự là ngôi nhà của chúng ta. Dược Hoàng hừ lạnh, tiếp tục báo giá, đem sự không vui trút lên những lần cạnh tranh. Ta rút lui. Trong mật thất số 10 truyền ra âm thanh của Phương Nguyên. Sau đó không lâu, Thái Bạch Vân Sinh trong mật thất số 11 cũng nói, không dám tranh phong với Dược Hoàng tiền bối, tại hạ nhận thua. Thật ra Dược Hoàng cũng không phải thật sự muốn có tiên cổ đỉnh lực, mà là tình thế bắt buộc muốn biểu hiện quyết tâm của ông ta đối với âm lục công để đạt được con tiên cổ này ông ta thậm chí không tiếc đem truyền thừa trí đạo mà mình đang sử dụng bại lộ thân phận thậm chí chia tách một con tiên cổ dùng để cạnh tranh lúc này giao dịch đã hoàn thành dược hoàng cầm con tiên cổ đỉnh lực trong tay thở dài một tiếng con này cũng chỉ lục chuyển xem ra ta còn phải phí công một thời gian tranh thủ tăng nó lên thất chuyển như vậy việc luyện cổ khởi tử hồi sinh mới càng nắm chắc hơn trong lòng âm lục công lại càng rung hơn biết lời này của dược hoàng chính là muốn nói với ông ta sau khi tiến vào phòng đơn dược hoàng vẫn luôn thuyết phục ông ta lúc này đang có ý biểu hiện quyết tâm của mình đây là quyết định của đại năng bát chuyển một khi xử lý không tốt tất sẽ dẫn phát lửa giận của dược hoàng đại năng bát chuyển thậm chí dược gia sẽ toàn diện khai chiến với cương minh các cổ tiên đều không nghĩ đến đấu giá tiên cổ đỉnh lực cuối cùng lại rơi vào tay dược hoàng phương nguyên biết khó mà lui phượng cửu ca cũng thở vào một hơi tình huống này phù hợp với lợi ích của phượng cửu ca nếu phương nguyên thành công người bán thu hoạch được tiên của nhạc sơn nhạc thủy phượng cửu ca muốn mua lại cũng sẽ rất khó khăn người bán cần tiên của trí đạo không dễ dàng lấy ra thì không nói quan trọng hơn là phượng cửu ca tìm không thấy người bán từ đầu đến cuối người bán này đều không bại lộ vị trí và thân phận tất cả đều do tần bách thắng công bố Ông ta phỏng đoán, người bán rất có thể là một vị cổ tu tầng dưới chót, chiến lực yếu kém một chút. Nếu không, sẽ không cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Đấu giá tiên cổ đỉnh lực đã kết thúc, lực chú ý của mọi người bị tiên cổ tiếp theo hấp dẫn. Đây là tiên cổ vận đạo thứ ba. Có cổ tiên lên tiếng. Tiên cổ vận đạo thần bí đã sớm nổi danh. Bởi vì có liên quan đến cự dương tiên tôn, cổ tiên Bắc nguyên đối với tiên cổ vận đạo lại càng đặc biệt chú ý hơn. Con tiên cổ vận đạo thứ hai có tên là đào hoa vận, đã được người ta dùng giá cao đổi lấy. Còn con tiên cổ thứ ba này có tên là hảo vận, là một tiên cổ tồn trữ, có thể thu thập hảo vận vô chủ giữa thiên địa. Người bán yêu cầu một con tiên cổ viêm đạo. Đám cổ tiên lại tranh đoạt một phen, dùng giá cao để thành giao. Đấu giá tiếp theo như đã hứa, tiên cổ vận đạo xuất hiện liên tiếp. Có cổ tẩu vận có thể làm vận khí tiêu hao nhanh chóng, có cổ phong vận có thể phong ấn vận khí có cổ chuyển vận có thể di chuyển vận khí còn có cổ đoạn vận mà phương nguyên đã sớm thăm dò được trước đó đáng tiếc người bán tiên cổ vận đạo đều có nhu cầu của riêng mình bọn họ yêu cầu tiên cổ chủ lưu kim một thủy hỏa thổ đây đều là nhược điểm của phương nguyên không đáp ứng được yêu cầu này phương nguyên ngay cả tư cách tham gia cạnh tranh cũng không có phương nguyên đã từng nếm qua vị đắng của vận đạo đồng thời cũng hưởng được quả ngọt của vận đạo hắn dự định nhìn xem tình huống như thế nào phải chăng có thể thu được một số tiên cổ vận đạo hay không đáng tiếc một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có càng tiếc nuối hơn chính là hắn đã bỏ lỡ cơ hội với tiên cổ đoạn vận phương nguyên đã có tiên cổ liên vận có thể phối hợp với tiên cổ đoạn vận đáng tiếc cơ duyên không đủ không cách nào đắc thủ đại hội đấu giá lần này cũng không phải đặc biệt dành cho hắn hắn có được tất nhiên cũng sẽ có mất con tiên cổ tiếp theo là một con tiên cổ vận đạo thất chuyển tên là chiêu tai rốt cuộc cũng đến phiên tiên cổ chiêu tai của phương nguyên ra sân tần bách thắng chậm rãi giới thiệu tiên cổ thất chuyển khá hiếm thấy bên trong đại hội đấu giá đa phần đều là tiên cổ lục chuyển mặc dù chỉ thua kém một chuyển nhưng giá trị khác biệt cực kỳ lớn từ lục chuyển tăng lên thất chuyển giá trị thành công cực thấp chi phí luyện chế thường rất cao về phần tiên cổ bác chuyển Bên trong đại hội đấu giá lần này hoàn toàn không có. Các cổ tiên bên trong đại sảnh nghe được là tiên cổ thất chuyển, ai nấy đều sinh ra hứng thú. Nhưng sau khi biết được công dụng cụ thể của tiên cổ chiêu tai, đám cổ tiên đều vội lắc đầu. Cổ chiêu tai chính là cổ gây họa cho mình mà có lợi cho người, trợ giúp người khác đổ kiếp, dẫn tai kiếp đến bản thân. Quên mình vì người cũng không phải là không có, nhưng bình thường cũng phải có sự trao đổi lợi ích với nhau. Cổ chiêu tài cũng không phải là không có thị trường. Một số thế lực lớn cần nó để trợ giúp thành viên nhà mình. Ngoài ra, có một số cổ tiên động tâm, muốn dựa vào cổ này trợ giúp người khác, từ đó kiếm lợi cho mình. Nhưng Phương Nguyên yêu cầu tiên cổ lực đạo thất chuyển, toàn bộ đại hội đấu giá không một ai có thể bỏ ra. Phương Nguyên thấy thời cơ bất ổn, vội vàng thông báo cho Tần Bách Thắng, tuyên bố có thể dùng tiên cổ trụ đạo thất chuyển để đổi lấy, nhưng vẫn không ai đáp ứng được quả nhiên là tiên cổ chiêu tai. Không biết tiên cổ này có phải đến từ cổ tiên mật thất số 10 hay không? Phượng cửu ca trầm ngâm, sau đó âm thầm câu thông với Tần Bách Thắng, yêu cầu được trò chuyện với chủ nhân tiên cổ chiêu tai. U Lan tiên tử quả nhiên không nhịn được sao, Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, không chút do dự từ chối thỉnh cầu này. Cuối cùng, bởi vì không có ai đấu giá, tiên cổ chiêu tai được bỏ qua. Thật ra Phương Nguyên cũng đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả này. Dù sao hắn cũng yêu cầu tiên cổ thất chuyển, còn phải là tiên cổ lực đạo, mà loại tiên cổ này lại không nhiều. Quan trọng nhất, cổ chiêu tai so sánh với các tiên cổ khác, lực hấp dẫn không cao. Cuối cùng sẽ không có ai hỏi đến. Cổ chiêu tai của Phương Nguyên cũng không phải là tiên cổ duy nhất bị bỏ qua. Trước đó đã từng có một con tiên cổ ẩn vận bị bỏ qua. Về sau còn có một số con tiên cổ có số phận tương tự. Đối với những con tiên cổ bị gạt qua này, về sau vẫn còn có cơ hội sau đấu giá còn có một khâu nữa chính là tự do giao dịch đến thời điểm tự do giao dịch khi đó có thể ra tay thời gian trôi qua từng phút một từng con tiên cổ lên đài biểu diễn được người ta mua lấy trong lòng các cổ tiên chờ mong hy vọng dần dần tích lũy được nhiều tiên cổ còn thừa trong danh sách không bao nhiêu sắp sửa bán hết phần cuối của phiên đấu giá này sắp được công bố chính là tinh túy chân truyền vận đạo mà Tần Bách Thắng thu được. Sau đây là tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy, trí đạo lục chuyển. Người bán yêu cầu một con tiên cổ lực đạo lục chuyển, nếu là tiên cổ phòng ngự thì tốt nhất. Tần Bách Thắng tuyên bố. Khi chỉ còn lại vài con tiên cổ cuối cùng, rốt cuộc đến phiên tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy lên sân khấu. Lần này Phương Nguyên vẫn yêu cầu tiên cổ lực đạo. Đối với nhu cầu giành lại cuộc sống mới, rút bỏ cơ thể tiên cương, hắn không hề nhắc đến một lời cũng chẳng đề cập đến bất luận thứ gì có liên quan đến bạch liên cự tầm hai chuyện này một khi nói ra kết hợp với tiên của lực đạo manh mối thật sự quá rõ ràng trong tay phương nguyên đã có định tiên du điều này tất cả mọi người đều biết cho dù phương nguyên không biết quan hệ giữa phượng tiên thái tử và linh duyên trai cũng sẽ không có não mà đưa ra nhu cầu này tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy lục chuyển đổi lấy tiên của lực đạo lục chuyển cánh cửa cạnh tranh này so với tiên cổ chiêu tai trước đó thấp hơn rất nhiều. Tần Bách Thắng vừa dứt lời, lập tức có mấy vị cổ tiên báo giá. Lực đạo suy thoái, trí đạo thần bí kéo dài không suy. Dưới tiên nhãn của đại đa số cổ tiên, tiên cổ trí đạo lục chuyển so với tiên cổ lực đạo càng có sức hấp dẫn hơn. Nhất thời, không khí đấu giá chung quanh tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy có chút náo nhiệt. Phương Nguyên im lặng nghe báo giá, không tỏ thái độ hắn đang chờ U Lan kiếm sư ra tay. Cũng không lâu lắm, U Lan kiếm sư quả nhiên đã tham gia cạnh tranh. Trong tay của ta có một con tiên cổ cực lực. Con cổ này thuộc lực đạo, cũng là thực đạo. Tiên cổ tu hành lực đạo này có thể thông qua ăn thịt thú vật hoặc rau quả có liên quan đến phương diện lực đạo, giúp cho đạo ngân lực đạo trên người cổ tiên tự sinh trưởng, hoàn toàn phù hợp với bản thân. Lời vừa nói ra, toàn bộ cổ tiên có mặt đều choáng váng đây chính là một con tiên cổ rất tốt đối với cổ tiên lực đạo đúng là khó có được thực đạo đã sớm không còn tình huống còn hỏng hơn so với lực đạo ít ra lực đạo còn có thời kỳ cường thịnh thực đạo lại không có bây giờ lại càng không thấy tung tích chỉ nghe nói nó rất có ích đối với nuôi cổ bên trong đại sảnh vang lên tiếng bàn tán của cổ tiên phượng cửu ca nghe xong không khỏi mỉm cười tiên cổ này không thuộc thập đại phái trung châu mà cách đó không lâu, Phượng Cửu Ca đã đoán trước nhu cầu của Phương Nguyên, vì thế đã nhờ Phượng Tiên Thái tử giúp đỡ. Mặc dù trong tay ông ta có không ít tiên của lực đạo, nhưng trước đó đã tiêu mất hai con bạc sơn và kéo sóng rồi. Hiện tại trong tay Phượng Tiên Thái tử vừa lúc vẫn còn một con như thế. Thì ra sau khi lầu chân dương 80 góc sụp đổ, một con vô tướng thủ phá không bay ra, đúng lúc rơi xuống gần động thiên của Phượng Tiên Thái tử, được Phượng Tiên Thái tử tự tay phá vỡ vô tướng thủ, bắt được con cổ cực lực này. Tiên cổ lực đạo này rất có ích đối với cổ tiên lực đạo, nhưng đối với Phượng Tiên Thái Tử, tác dụng lại không lớn. Phượng Cửu Ca gửi thư cầu viện, Phượng Tiên Thái Tử là đồng môn, lập tức vận dụng thủ đoạn, âm thầm đưa đến phúc địa của Phượng Cửu Ca. U Lan Tiên Tử, không biết ngươi có thể chuyển nhượng con tiên cổ này hay không? Bản nhân nguyện ý dùng một con tiên cổ lực đạo khác để đổi lấy, đồng thời kèm theo một số lượng tiên tài giá cao, thậm chí không quấy nhiễu ngươi tranh đoạt tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy. Rất nhanh, Sở Độ lên tiếng. Bá tiên cũng đã động tâm nhưng cũng khó trách. Tuy nhiên, con cổ mà ngươi chuyển nhượng, tuy cũng là lực đạo, nhưng sao có thể có sức hấp dẫn bằng cổ cực lực chứ? Phượng Cửu Ca trả lời, từ chối thỉnh cầu của Sở Độ. Nụ cười của ông ta càng thêm tự tin. Cổ tiên thần bí bên trong mật thất số 10 nhiều lần yêu cầu tiên cổ lực đạo, vô cùng có khả năng người này tu lực đạo cho dù không phải, sức dụ hoặc của tiên cổ cực lực đối với người này cũng tuyệt đối kinh người. Hết thảy như Phượng Cửu Ca đã sở liệu. Phương Nguyên vừa nghe đến tiên cổ cực lực, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Tiên cổ cực lực này rất hợp với hắn. Nên biết rằng cổ tiên tu hành chủ yếu là dựa vào tiên khiếu độ kiếp. Mỗi lần độ kiếp thành công, cơ thể cổ tiên cũng sẽ tăng thêm đạo ngân bổn đạo. Đạo ngân trên người cổ tiên càng nhiều, sẽ càng thân cận với thiên địa, thân cận với đại đạo pháp tắc kiếp số càng lớn sau khi vượt qua kiếp số đạo ngân đạt được cũng càng sâu hơn vì thế cổ tiên bình thường tu hành đều phải trải qua một lần thiên kiếp hai lần thiên kiếp có tiêu chuẩn liên quan đạo ngân càng nhiều khi sử dụng tiên cổ tương ứng sẽ có thể dẫn phát cộng minh càng sâu hơn giúp cho tăng phúc bi năng của tiên cổ càng lớn Phương Nguyên sử dụng tiên cổ lưu lạc thiên nhai, đạo ngân trên người và đạo ngân thủy đạo của lưu lạc thiên nhai chẳng liên quan gì nhau. Cho nên hiệu quả không tốt, uy lực 10 phần chỉ phát huy được 7, 8 phần. Nhưng nếu Phương Nguyên dùng tiên cổ lực đạo như Bạc Sơn, kéo sóng, hắn có thể dẫn phát bản thân cộng minh với tiên cổ, từ đó không những có thể tăng cao uy năng của tiên cổ, uy lực 10 thành cũng có thể đẩy lên đến 12, 13 thành. Hơn nữa, số lần cộng minh càng sâu, Phương Nguyên thông qua việc sử dụng tiên cổ, hắn càng có thể cảm nhận được đạo lý pháp tắc phương diện lực đạo. Trải nghiệm càng sâu, cảnh giới lực đạo cũng sẽ thay đổi theo, tích lũy một cách vô tri vô giác, không ngừng sâu sắc hơn. Một ngày nào đó sẽ từ lượng biến dẫn đến chất biến. Nhưng nan đề lớn nhất của Phương Nguyên nằm ở cơ thể tiên cương của hắn. Cứ cách một khoảng thời gian, phúc địa sẽ tự động vỡ vụn một phần nhỏ, đồng thời không có tai kiếp dán xuống thiên đạo cân bằng đối tượng bị hạ tai kiếp đều có phúc địa phúc phận càng lớn tai kiếp sẽ càng mạnh tiên cương không độ kiếp vốn là một chuyện tốt tiên khiếu đã chết nếu còn cộng thêm tai kiếp trên cơ bản tiên cương chẳng còn đường sống nhưng đối với phương nguyên mà nói không có tai kiếp sẽ không có đạo ngân gia tăng đồng nghĩa với việc tu vi không tăng trưởng đương nhiên nếu muốn gia tăng đạo ngân cũng có thể dùng cổ thiết quan ưng để khắc đạo ngân lên người của mình nhưng tiên cổ thú lực này, một là không thích hợp với cơ thể con người, thứ hai số lượng quá thưa thớt, hiệu quả không lớn. Hai ba con tiên cổ thú lực khắc ấn đạo ngân, còn không bằng một lần vượt qua địa tai thu hoạch đạo ngân ngày càng nhiều hơn. Phương Nguyên có kinh nghiệm sử dụng cổ trùng thú lực. Thú lực không thích hợp lắm với cơ thể con người, sử dụng không được linh hoạt, có đôi khi có thể đánh ra hư ảnh thú lực, có đôi khi lại không. Giống như cổ thiết quan ưng lực mà Phương Nguyên đạt được, có thể khắc một phần đạo ngân lực đạo thiết quang ưng nhưng những đạo ngân này cũng không quá thích hợp với nhục thân của phương nguyên dù sao kết cấu nhân thể và hùng ưng cũng khác biệt với nhau đạo ngân tương ứng với thiết quang ưng khi hoàn toàn cộng minh trên cơ thể phương nguyên hắn mới có thể đánh ra một phần sức mạnh thiết quang ưng đồng thời bộc phát thú ảnh lực đạo thiết quang ưng trừ phi hắn có được tiên toàn lực ứng phó cổ hiệu dụng chân chính của toàn lực ứng phó cổ chính là có thể khắc đạo ngân lên cơ thể con người bất cứ lúc nào, đồng thời còn có thể cộng minh. Nhưng toàn lực ứng phó cổ của Phương Nguyên vẫn chỉ là tứ chuyển. Mặc dù là cổ bản mệnh nhưng thăng tiên như thế nào thì lại không có manh mối. Cổ phương tiên toàn lực ứng phó cổ dường như đã sớm thất lạc trong dòng sông lịch sử. Đối với chuyện này, hy vọng lớn nhất của phương nguyên chính là địa linh Lan Gia. Bên trong phúc địa Lan Gia có mấy ngàn cổ phương tiên cổ, hy vọng bên trong sẽ có cổ phương tiên toàn lực ứng phó cổ. Nhưng trước mắt, quan hệ giữa phương nguyên và địa linh lan gia còn chưa đến mức có thể bán trao tay cổ phương tiên cổ. Ngay cả cổ phương phàm đạo, địa linh lan gia cũng rất xem trọng, kiên quyết không bán. Đối với hết thảy phương diện luyện cổ, địa linh lan gia vô cùng keo kiệt. Trước đó, phương nguyên nguyện ý ra giá cao mua mau nhân của lão, nhưng đám nô lệ dị nhân này địa linh lan gia cũng đã coi như bảo bối chứ đừng nói chi đến cổ phương. Nhưng nếu Phương Nguyên có được tiên cổ cực lực, tình hình sẽ được cải thiện rất lớn. Tiên cổ cực lực có thể giúp cho cổ tiên tự sinh ra đạo ngân lực đạo. Cứ như vậy, đạo ngân đạt được nhất định sẽ hoàn mỹ, thích hợp với cơ thể của hắn. Tu vi của Phương Nguyên đang ngưng trệ, hoàn toàn có thể dựa vào tiên cổ này nhận được chút đền bù. Phương Nguyên đã động tâm. Có thể nói, chỉ cần là cổ tiên lực đạo, nhìn thấy tiên cổ cực lực, không ai là không động tâm. Có tiên cổ lực đạo này, không sợ đối phương không động tâm. Phượng Cửu ca bình yên ổn tọa, trong lòng nắm chắc 10 phần. Con cổ này vừa xuất hiện, nhất thời làm cho những người cạnh tranh chung quanh cảm thấy thua chị kém em. Chỉ cần không phải đồ ngốc, tất cả đều nhìn ra được chỗ tốt của tiên cổ cực lực. Nếu ta không nhìn ra được sơ hở, ta sẽ đổi ngay vào lúc này. Đáng tiếc, Phương Nguyên cười lạnh. Lúc này, trong mật thất 23 có người lên tiếng báo giá một con tiên cổ thiết quan ưng lực, đồng thời kèm theo 15 giọt tiên tài pháp nhãn. Nghe được giọng nói này, ý cười trên khóe miệng Phương Nguyên càng đậm hơn. Trước đó, hắn dùng một con tiên cổ bình bộ thanh vân đổi lấy một con cổ thiết quan ưng lực. Nhưng quá trình này cũng không bại lộ thân phận của hắn. Phương Nguyên thông qua tầng bách thắng xác nhận người mua. Vì thế, cổ thiết quan ưng lực rơi xuống tay ai, ngoại trừ tầng bách thắng, các cổ tiên có mặt đều không biết là ai. Tần Bách Thắng đã ký kết minh ước, tất nhiên sẽ không tiết lộ tin tức. Vì thế Phương Nguyên có thể lớn mật sử dụng. Về phần người trong mật thất 23, không phải ai khác chính là Thái Bạch Vân Sinh. Phượng Cửu Ca đang nghe truyện trên TV Audio CV vì tiên cổ nhạc Sơn Nhạc Thủy đã sớm có sự chuẩn bị, cầu viện Phượng Tiên Thái Tử, Phương Nguyên làm sao không có sự chuẩn bị tương ứng chứ? Hắn đã sớm thông qua Tần Bách Thắng, sắp xếp cho Thái Bạch Vân Sinh âm thầm đổi mật thất. Mặc dù khi Thái Bạch Vân sinh ở mật thất số 11 cũng không làm tiết lộ thân phận của Phương Nguyên, nhưng đổi một gian mật thất khác, không thể nghi ngờ còn tốt hơn. Sau khi Thái Bạch Vân sinh báo giá, Phương Nguyên chậm chạp không phản ứng. Thời gian dần trôi qua, Phượng Cửu ca âm thầm cao mày. Bên kia bá tiên sở độ đột nhiên lên tiếng đấu giá. Hắn ta đưa ra một con tiên cổ thú lực, đồng thời còn tăng thêm một phần nhỏ tiên tài. Bá tiên sở độ cũng không phải quá cần tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy. Đương nhiên, nếu có thì vẫn có chỗ để dùng. Hắn ta cũng là cổ tiên lực đạo. Sở dĩ hắn ta từ bỏ một con tiên cổ lực đạo, chính là muốn đánh chủ ý vào tiên cổ cực lực. Phương Nguyên cười ha hả, lập tức nhìn thấy rõ suy nghĩ của bá tiên sở độ. Ai bảo sở độ đã bại lộ thân phận của mình, rất dễ lâm vào thế bị động. Đối với việc sở độ lẫn vào một chân, Phương Nguyên cũng cảm thấy vui. Hắn vẫn giữ im lặng như cũ, mặc cho việc cạnh tranh vẫn tiếp tục diễn ra. Dưới yêu cầu của hắn, Thái Bạch Vân Sinh một lần nữa tăng giá. Phượng Cửu ca cao mày càng sâu hơn, bất đắc dĩ mở miệng đấu giá. Ông ta vừa dứt lời, Thái Bạch Vân Sinh đã lên tiếng sau đó, khí thế hùng hổ dọa người, cho thấy quyết tâm muốn có được con tiên cổ. Trong lòng Phượng Cửu ca không khỏi lo nghĩ, chẳng lẽ tiên cổ cực lực không đủ hấp dẫn người trong mật thất số 10 sao? Hay lòng tham của hắn quá lớn, muốn chờ giá cao hơn một chút. Phượng Cửu ca cũng không tùy tiện vào cuộc. Rốt cuộc ông ta cũng là người thông minh, quyết định hoãn lại một chút. Như vậy ông ta mới có thể tỉnh táo phân biệt thế cục, đồng thời thăm dò tâm ý Phương Nguyên một phen. U Lan kiếm sư không cạnh tranh, dường như không muốn từ bỏ tiên cổ cực lực, thối lui khỏi cuộc cạnh tranh. Tình huống này khiến các cổ tiên phải chú ý. Đắc ý nhất không ai qua được sở độ. Hắn ta một lần nữa truyền tin tức Tận lực khuyên Phượng Cửu Ca bán tiên cổ cực lực cho hắn ta. Phượng Cửu Ca khẽ cười, tiếp tục từ chối. Một bên khác, Phương Nguyên dặn dò Thái Bạch Vân Sinh không ngừng tăng giá. Giá tiền được kéo dần lên, khiến đa số cổ tiên tham dự vào trong lần lượt rời khỏi, ai cũng bảo giá tiền này quá cao. Cuối cùng chỉ còn lại Sở Độ và Thái Bạch Vân Sinh. Lúc này Sở Độ cũng đang rất khó khăn. Mục đích thật sự của hắn ta là tiên cổ cực lực. Nhưng phượng cửu ca bên kia lại không chịu nhả ra Dường như vẫn muốn cạnh tranh tiên của nhạc sơn nhạc thủy Sở độ không dám lười biến Vẫn luôn báo giá Một mặt là phòng ngừa tiên cổ cực lực Mặt khác cho dù hắn ta thu hoạch được tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy Dùng nó để đổi lấy tiên cổ cực lực của U Lan Kiếm Sư Khả năng thành công cũng cao hơn Tâm tư của Thái Bạch Vân Sinh rất đơn thuần Sư đệ bảo ông làm thế nào Ông liền làm thế đó cho dù ông có lấy được tiên của nhạc sơn nhạc thủy cũng chẳng sao. Dù sao ra giá, cuối cùng cũng sẽ rơi vào túi tiền của mình. Sách lược của Phượng Cửu Ca cũng đơn giản, chính là tọa sơn quan hổ đấu, chờ cạnh tranh không sai biệt lắm, ông ta sẽ bỏ ra một phần khí lực, nâng giá thật cao, giải quyết một cách dứt khoát. Giữa ba người đều có ý đồ của riêng mình, xảo diệu tạo thành một cục diện bế tắc. Cục diện không ngừng dằn co. Qua mấy vòng, rốt cuộc có một vị cổ tiên trong đại sảnh bừng tỉnh bật thốt lên tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy sao lại nổi tiếng như vậy một đống lớn tiên tài giá bỏ ra đúng là quá cao lúc này mọi người mới ý thức được điểm đó đúng vậy đã rất cao rồi một con tiên cổ trí đạo có thể sinh ra nhạc ý lại có thể có được cái giá cao như vậy đúng là hiếm thấy theo ta thấy sở dĩ cao như thế là bởi vì có sở độ đại nhân tham gia vào hắn ta tình nguyện bỏ qua một con tiên của lực đạo cũng muốn đạt được tiên của nhạc sơn nhạc thủy xem ra hắn ta nhất định có ý đồ của mình sở độ bị đám người bàn tán tâm trạng lúc này không thể tốt cho được gương mặt của hắn ta tràn ngập vẻ ưu sầu tài lực trong tay hắn ta thật sự quá kém hai sớm biết như thế ta đã hoãn việc độ kiếp lại rồi áp lực đến từ thái bạch vân sinh khiến cho sở độ cảm giác cả người không được tốt từ lúc nào ta đường đường là bá tiên, lại rơi vào cảnh quẩn bách như thế. Chiến lực của sở độ rất xuất sắc, nhưng trong đại hội đấu giá này, so đấu không phải là chiến lực mà là tài lực. Thái Bạch Vân sinh dưới yêu cầu của Phương Nguyên, một lần nữa nâng giá. Sở độ cắn răng chèo chống theo. Qua mấy vòng như vậy, giá của tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy lại từ từ đi lên. Tần Bách Thắng vẫn yên lặng chú ý, nhìn đến lúc này, trong lòng cũng không nhịn được mà thầm khen, vị sa hoàng này, thân là tiên cương nhưng lại khôn khéo như thế, đúng là không đơn giản. nhưng tài lực của sở độ rõ ràng đã thấy đấy, lúc này đã có sự do dự. nếu là ta, ta sẽ thu tay lại. tần bách thắng biết kế sách của phương nguyên nhìn thì như đơn giản nhưng khi thực hiện lại rất khó. người trong cuộc muốn thực hiện kế sách này phải cần khảo nghiệm nhãn lực rất lớn, đồng thời phải biết phỏng đoán tâm tư của người khác. chỉ cần quá mức một chút, chính là lấy giỏ trúc múc nước chẳng khác nào công giả tràng. Phương Nguyên làm sao mà không hiểu, thấy tốt thì lấy, nhưng vẫn một mực yêu cầu Thái Bạch Vân Sinh tăng giá, khí thế bức người. Sở độ rốt cuộc chống đỡ không nổi, trên trán đã xuất hiện mồ hôi. Ánh mắt của hắn ta xuyên thấu phòng đơn, nhìn về phía mật thất số 23. Người bên trong chỉ sợ có nhu cầu đặc biệt đối với tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy, nếu không tuyệt sẽ không ra giá cao như thế, lại còn hùng hổ dọa người. Thôi được rồi, sở độ thở dài một tiếng sau đó im lặng không tham gia cạnh tranh nữa như vậy chỉ còn lại một mình thái bạch vân sinh cho dù là vậy thái bạch vân sinh vẫn tiếp tục báo giá nâng giá lên thêm một chút u lan kiếm sư vẫn không lên tiếng giống như đã thật sự rời khỏi cạnh tranh phương nguyên cười lạnh nói cho tần bách thắng biết quyết định của mình tần bách thắng nghe được tin tức này đầu tiên là sững sờ tại sao người nhà lại bán cho người nhà sau đó ông ta chợt nghĩ thông suốt. Quan hệ giữa Sa Hoàng và Thái Bạch Vân Sinh cũng không phải thân thiết như ngoài mặt đã nhìn. Nghĩ như vậy, xem như đã thông suốt, nhưng trong lòng Tần Bách Thắng vẫn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Tần Bách Thắng âm thầm lắc đầu. Thân ở trên đài, không thể suy nghĩ quá lâu, ông ta bắt đầu tuyên bố, "Mật thất 23 lần thứ nhất." Ngừng lại một chút, ông ta lại nói, "Mật thất 23 lần thứ hai." Các cổ tiên trong đại sảnh khe khẽ bàn luận. Xem ra người thắng trận này chính là mật thất số 23. Không sai. Mật thất 23 rất quan tâm đến tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy. Cho dù bá tiên rời khỏi, vẫn tăng giá như cũ, mục đích tăng thêm chênh lệch, phòng ngừa người bán thay đổi suy nghĩ, vào phút cuối cùng bán cho bá tiên. Giá tiền này đã rất cao rồi. Tiên tài nhiều đến nỗi ta muốn chảy cả nước miếng nghĩ không ra vào phút cuối cùng lại xuất hiện giá cao như thế, có thể xếp vào một trong 10 tiên cổ có giá cao nhất. Đại cục đã định, Phương Nguyên hơi chút khẩn trương. Hắn nheo mắt, trong lòng sinh ra dao động, chẳng lẽ trước đó ta đã đoán sai sao? Mật thất 23, lần thứ ba, Tần Bách thắng thét lên, bỗng nhiên có người cắt ngang. Phượng Cửu ca lên tiếng, một con tiên cổ cực lực, những gì mà mật thất 23 đã trả, cộng thêm 800 cân xích luyện kim, 800 cân xích luyện kim xem như đã nâng giá cao hơn. Thủ bút nâng giá còn cao hơn Thái Bạch Vân Sinh rất nhiều. Mọi người đều xôn xao, không nghĩ đến lại có phát sinh thay đổi như vậy. Tần Bách Thắng cũng ngây ra. Sắc mặt bá tiên tái đi, sau đó thở dài. Phương Nguyên cười ha hả, khá lắm U lang kiếm sư, đúng là rất có kiên nhẫn. Mật thất 23 vang lên giọng nói của Thái Bạch Vân Sinh, giống như chuyện tốt thành chuyện xấu, thẹn quá hóa giận, một lần nữa nâng giá. Phượng Cửu Ca cười khổ. Ông ta nhìn thấy nhiều lần như vậy, trong lòng đã tin tưởng 10 phần người trong mật thất 23 thật lòng đấu giá. Vận khí lần này của ta không tốt, muốn mua hai con tiên cổ, nhưng lại gặp phải hai đối thủ. Quan trọng là hai đối thủ này đều có tài lực hùng hậu. Không, đại hội đấu giá không cấm ngầm đổi mật thất. Cũng có khả năng người trong mật thất này chính là nhân vật bên trong mật thất số 1 có lẽ ông ta cũng biết chuyện lầu cận thủy dù sao mặt giao đúng là đã lưu lại truyền thừa hoặc chính phái khác ở trung châu không muốn nhìn thấy linh duyên trai ta phượng cửu ca thật sự là người thông minh nhưng người thông minh quá thì thường hay nghĩ nhiều bất kể thế nào vì lầu cận thủy ta cũng phải lấy cho bằng được tiên của nhạc sơn nhạc thủy phượng cửu ca rất nhanh quyết tâm một lần nữa đấu giá ông ta và thái bạch vân sinh ngươi đến ta đi dây dưa không ngớt dưới ánh mắt ngày càng kinh ngạc của các cổ tiên giá tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy liên tục tăng lên rất nhanh đã bước vào năm vị trí đầu tiên sau đó nó lại dùng tốc độ kinh người nhảy lên vị trí thứ hai giá cao thứ nhất đương nhiên là phượng cửu ca dùng hai tiên cổ đổi một tiên cổ mua lại cổ lưu lạc thiên nhai của phương nguyên chẳng lẽ còn muốn ta lấy hai đổi một sắc mặt phượng cửu ca lạnh lùng bây giờ ông ta đã có đúng tâm trạng của sở độ trước đó thể nghiệm đầy đủ cái gì gọi là khí thế hùng hổ dọa người. Mặc kệ ông ta tăng giá như thế nào, người trong mật thất 23 cũng nhất định báo giá cao hơn một bậc. Phượng cửu ca ngồi không yên, bắt đầu dạo bước trong mật thất. Nếu lấy hai đổi một có thể thành công, ông ta khẽ cắn môi, cũng có thể làm như vậy. Nhưng trong lòng ông ta luôn có cảm giác không ổn, tuy nhiên cái không ổn đó là gì, ông ta lại không thể nói ra. Nếu lần này ta lấy hai đổi một nữa, chỉ sợ người hữu tâm sẽ nhìn ra được mục đích của ta. Đối với việc ta tìm kiếm cổ thủy nhũ giao dung sẽ bị ảnh hưởng. Mục Tiêu Phượng Cửu ca trực chỉ lầu cận thủy, nhưng ba tiên cổ hạch tâm bên trong đại hội đấu giá chỉ mới xuất hiện hai con. Đương nhiên ông ta cũng muốn đoạt luôn tiên cổ thủy nhũ giao dung vào tay. Trong lòng Phượng Cửu ca cảm thấy không ổn, thậm chí còn cảm thấy bất an. Ông ta trở về chỗ ngồi, quyết định chủ động xuất kích. Ông ta một lần nữa báo giá yêu cầu người bán đưa ra nhu cầu mới ông ta sẽ cố gắng thỏa mãn phương nguyên cố ý dừng lại một phen làm như đang suy nghĩ chợt hắn thông qua tần bách thắng đưa ra yêu cầu mới một phần chân truyền trí đạo hoàn chỉnh mọi người xôn xao cái giá này quá cao lại có người có thể nói ra miệng phượng cửu ca sửng sốt trong tay ông ta cũng có chân truyền trí đạo nhưng không trọn vẹn người bán làm như vậy chẳng lẽ không muốn bán nữa Thái Bạch Vân Sinh hô to, trong tay ta cũng có một bản truyền thừa trí đạo không trọn vẹn. Phượng Cửu Ca theo sát đằng sau, truyền thừa trí đạo không trọn vẹn, trong tay ta cũng có. Thái Bạch Vân Sinh hừ lạnh, xin người bán đưa ra yêu cầu mới. Các cổ tiên nhìn nhau. Bọn họ không nghe lầm chứ. Chẳng lẽ giá tiền này còn có thể cao hơn? Tần Bách Thắng im lặng, sau đó thay Phương Nguyên lên tiếng, người bán yêu cầu sát chiêu ngụy trang thân phận, hiệu quả càng cao càng tốt trong lòng Phượng Cửu Ca trở nên căng thẳng. Người bán đã nói như thế, không thể nghi ngờ càng thêm coi trọng sát chiêu ngụy trang. Thái Bạch Vân Sinh rất nhanh lên tiếng, vừa lúc ta có một sát chiêu hoàn thiện. Tuy là phàm đạo nhưng lại có nguồn gốc từ đạo Thiên Ma Tôn, chính là gặp mặt không quen biết. Gặp mặt không quen biết. Đạo Thiên Ma Tôn. Trong đại sảnh lại gợn sóng lần nữa. Tráng Phượng Cửu Ca đổ đầy mồ hôi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt gấp rút. Do dự một lát, ông ta hô lên, ta cũng có một sát chiêu, là tàn chiêu tiên đạo, có nguồn gốc từ đạo thiên ma tôn, có tên là gặp mặt giống như từng quen biết. Mọi người kinh hô lên. Phương Nguyên hưng phấn đứng phát dậy, tinh mang bắn ra trong mắt, xem ra kiếp trước nghe đồn không phải là giả. Không có lửa làm sao có khói. Linh Duyên Trai đúng là có sát chiêu tiên đạo gặp mặt giống như từng quen biết. Tuy đồ tốt Linh Duyên Trai rất nhiều nhưng đa số chỉ mang tính tiêu chí, lại không tiện qua mặt người khác. Chỉ cần lừa dối một chút, đối phương lập tức bừng tỉnh. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, cái mà hắn cần nhất chính là sát chiêu này. Cho dù kiếp trước, Linh Duyên trai nắm giữ sát chiêu gặp mặt giống như từng quen biết cũng giữ kín không nói ra. Trong đại chiến ngũ vực, bọn họ điều động gián điệp, xâm nhập vào lòng địch, lấy được rất nhiều chiến quả. Nhiều lần, cổ tiên trong trận doanh địch ta không ngừng phân tích lúc này mới dần xác định là gặp mặt giống như từng quen biết nhưng linh duyên trai từ đầu đến cuối vẫn không thừa nhận dù sao bọn họ cũng là một trong thập đại cổ phái thuộc chính đạo nhưng lại dùng sát chiêu của đạo thiên ma tôn mặt mũi không biết để đâu phương nguyên không biết sát chiêu này trên thực tế là vật thuộc quyền sở hữu của phượng cửu ca kiếp trước phượng cửu ca cống hiến cho môn phái lúc đó mới dấy lên mấy lời đồn đoán phương nguyên không biết điều này cũng không đoán được đối diện chính là Phượng Cửu Ca, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng hắn xảo trá được sát chiêu này. Đương nhiên, Phượng Cửu Ca sẽ không đưa sát chiêu hoàn chỉnh cho Phương Nguyên. Sát chiêu tiên đạo không trọn vẹn đã hoàn toàn áp đảo sát chiêu phàm đạo gặp mặt không quen biết. Lúc này Phương Nguyên đã xác định sẽ bán tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy cho U Lan kiếm sư. Như vậy, hắn không những có được một lượng lớn tiên tài, hoàn thành danh sách gần một nửa, hơn nữa còn đạt được một con tiên cổ cực lực một phần truyền thừa trí đạo không trọn vẹn còn có tàng chiêu gặp mặt không quen biết hai bên âm thầm giao tiếp khi hoàn thành giao dịch tần bách thắng bắt đầu đấu giá tiên cổ tiếp theo gương mặt phượng cửu ca không hề có biểu hiện gì nhìn tiên cổ nhạc sơn nhạc thủy trong tay ánh mắt hơi lấp lóe trong lòng ông ta có một cảm giác không ổn cảm giác đó vẫn quanh quẩn không tiêu tan vượt qua hết mọi khó khăn chung quy cũng đã lấy được con tiên cổ này cho dù tốn hao không ít nhưng luận đến phần thưởng mà môn phái ban thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể bù lại, thậm chí còn hơn. Mặc dù tiên cổ cực lực rất trân quý nhưng chỉ có tác dụng đối với cổ tiên lực đạo. Cho dù hy sinh gặp mặt giống như từng quen biết, cũng chỉ là một tàn chiêu. Cho dù cho hết toàn bộ, tiên cổ hạch tâm duy nhất cũng đã nằm trong tay ta, không sợ đối phương chơi kế sách khác. Trong lòng Phượng Cửu Ca suy nghĩ, lúc này mới dần hòa hoãn lại. Trong đại sảnh không ít cổ tiên tranh giành tiên cổ. Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca không lên đài, chỉ kiểm tra thứ mà mình đã lấy được. Dưới sự chủ động từ bỏ tiên cổ cực lực của Phượng Cửu Ca, Phương Nguyên dễ dàng luyện hóa, cất vào trong tiên khiếu, cũng không có cái gì là không ổn. Còn về phần truyền thừa trí đạo không trọn vẹn, so với truyền thừa ác niệm lúc trước của Phương Nguyên thì hoàn chỉnh hơn một chút. Hắn còn một bộ cổ phương ước niệm từ nhất chuyển đến ngũ chuyển, cổ phương tiên cổ hồi ức và một vài sát chiêu phàm đạo. Cổ ức niệm này khá thích hợp với ta. Ký ức kiếp trước cũng có thể khôi phục lại đại khái. Có con cổ này phụ trợ, ta có thể nhớ lại mọi chuyện rõ ràng thêm một chút. Nếu có thể luyện thành tiên cổ hồi ức thì càng tốt hơn. Phương Nguyên kiểm tra một phen, thỏa mãn thu hồi lại phần truyền thừa trí đạo này. Trong thời gian ngắn, hắn không có ý định nếm thử luyện chế tiên cổ. Chi phí luyện chế tiên cổ quá lớn, phong hiểm quá cao, trong tay Phương Nguyên đã có không ít tiên cổ tiên cổ hồi ức cũng không quan trọng lắm, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Việc khẩn cấp trước mắt của Phương Nguyên là thoát khỏi thân phận tiên cương, giành lại cuộc sống mới. Cho dù có tiên cổ cực lực có thể gia tăng đạo ngân nhưng cũng chỉ bù đắp được một chút, so ra còn kém hơn độ kiếp chính thống. Mặc dù độ kiếp nguy hiểm nhưng đạo ngân có được lại rất nhiều. Nếu không phải như thế, Hắc Lâu Lan cũng sẽ không liều mạng độ kiếp. Phương Nguyên kiểm tra tiên cổ gặp mặt giống như từng quen biết đây là một sát chiêu tiên đạo không trọn vẹn suy đoán sơ bộ chỉ có năm thành nhưng phương nguyên cũng đã vừa lòng thỏa ý hắn biết đối phương không có khả năng đưa bản sát chiêu tiên đạo hoàn chỉnh cho hắn có được thành quả như vậy đã là không tệ rồi nhất là nội dung bên trong cũng không che giấu tiên của hạch tâm tiên của hạch tâm là căn bản của sát chiêu hiện tại đang được linh duyên trai nắm giữ mặc dù ta không lấy được nhưng có thể cải tạo sát chiêu phương nguyên dự định vốn là như thế hắn có cảnh giác biến hóa đạo lại còn có cổ trí tuệ trợ giúp cộng thêm cơ sở của gặp mặt giống như từng quen biết và gặp mặt không quen biết hoàn chỉnh bây giờ lại có thêm bản sát chiêu năm thành gặp mặt giống như từng quen biết phần nắm chắc xem như không nhỏ gặp mặt ba bên biết là sát chiêu kinh điển của đạo thiên ma tôn các bậc tiền bối đã kiểm nghiệm ta tham khảo là đủ nói cho cùng đều là người người bên ngoài làm được tại sao ta lại không làm được? Vì vậy không cần phải bắt chước người khác. Chút khí lượng đó Phương Nguyên vẫn phải có. Một lát sau, Tần Bách Thắng đã đấu giá xong những con tiên cổ sau cùng, trong đó có con tiên cổ thứ hai từ dưới đếm lên không may không có ai mua. Ánh mắt của các cổ tiên dần hiện lên sự chờ mong. Mọi người đều biết, phần tiếp theo là phần quan trọng nhất, đấu giá tinh túy chân truyền vận đạo. Sau khi âm thầm câu thông với Tần Bách Thắng, phương nguyên và thái bạch vân sinh đã thay đổi mật thất không chỉ hai người bọn họ rất nhiều cổ tiên đều làm giống như vậy dù sao nếu giá trị của tinh túy chân truyền vận đạo quá lớn rất nhiều cổ tiên hy vọng người khác không biết mình đã đắc thủ con tiên cổ nào thật ra cho phép tùy tiện thay đổi mật thất cũng được xem là một trong những lỗ hổng của đại hội đấu giá đại hội đấu giá này tổ chức quá vội vàng lỗ thủng không ít kém xa thời kỳ chiến loạn ngũ vực của phương nguyên lúc trước đối với điểm này thật ra trong lòng tần bách thắng biết rất rõ nhưng cũng không tránh được ông ta tổ chức đại hội đấu giá này cũng là vì bảo vệ bản thân quy củ quá nhiều ngược lại sẽ đắc tội rất nhiều thế lực và nhân vật đối với ông ta mà nói tổ chức một lần đại hội đấu giá này là đủ rồi ông ta đương nhiên không muốn vì vậy mà đắc tội với người khác sau đây là đến phần cạnh tranh tinh túy chân truyền vận đạo là một bộ cổ phương cổ sát vận tần bách thắng vừa mới lên tiếng đã dẫn phát sự chú ý mãnh liệt của rất nhiều cổ tiên. Cổ sát vận Tên như ý nghĩa là cổ trùng trinh sát có thể quan sát được khí vận. Khí vận vô hình vô chất, bằng mắt thường hoặc thủ đoạn thông thường đều không thể phát hiện ra được. Chỉ có dùng cổ sát vận mới có thể nhìn thấy. Có thể nói, cổ sát vận là một trong những nền tảng quan trọng nhất của chân truyền vận đạo. Nhất là một số cổ tiên trước đó đã mua được tiên cổ vận đạo như cổ tẩu vận, cổ phong vận, cổ chuyển vận, cổ đoạn vận càng phải phối hợp với cổ sát vận tần bách thắng cố ý đặt cổ phương sát vận ở cuối cùng cũng là có tâm tư nhìn các cổ tiên ngo ngoe muốn động dưới đài tần bách thắng nói tiếp bộ cổ phương cổ sát vận này không chỉ bao gồm cổ phương phàm đạo từ nhất chuyển đến ngũ chuyển mà còn có tàng phương tiên đạo tiên cổ sát vận thất chuyển thế nào không có tiên cổ sát vận sao bách túc thiên quân hỏi tần bách thắng mỉm cười nói đúng là có một con tiên cổ sát vận lục chuyển, hiện tại đang ở trong tay ta, nhưng ta lại không muốn đấu giá. Nhưng ta có thể cam đoan, ngoại trừ con tiên cổ này, những gì liên quan đến tiên cổ sát vận, hết thảy đều có ở trên đài. Vì minh ước lúc trước, mọi người đều tin lời của Tần Bách Thắng. Không bán tiên cổ sát vận sao? Lúc này, một vị cổ tiên trong đại sảnh nhướng mày, biểu hiện sự bất mãn. Tần Bách Thắng hừ lạnh một tiếng, nhìn chầm chầm vào người lên tiếng, một con tiên cổ sát vận lục chuyển, ta thấy ta có khả năng cất giữ. Quách Vinh ngươi có ý kiến gì à? Nếu ngươi mua nó, ngươi có thể giữ được sao? Cổ tiên Quách Vinh biến sắc, không nói thêm nữa. Hắn ta chỉ là cổ tiên lục chuyển, còn Tần Bách Thắng lại là cường giả thất chuyển, cả hai không thể so sánh với nhau. Liếc nhìn chung quanh, Quách Vinh không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm mắng mình hồ đồ. Hắn ta muốn mượn uy thế của mọi người uy hiếp Tần Bách Thắng, nhưng chúng tiên đều thờ ơ lạnh nhạt. Đúng như lời Tần Bách Thắng đã nói, mặc dù ông ta bị ép tổ chức đại hội đấu giá, nhưng một con tiên cổ sát vận lục chuyển, ông ta vẫn có năng lực bảo vệ. Đây chính là thực lực. Trải qua khúc nhạc dạo ngắn mũi này, Tần Bách Thắng nói ra yêu cầu cạnh tranh, bởi vì đấu giá lần này không phải là tiên cổ, vì thế có thể dùng tài nguyên để đổi lấy. Mặc kệ là tiên nguyên thạch hay là tiên tài trong danh sách đều có thể. Nói xong, ông ta ném một phần danh sách ra ngoài. Tiên tài bên trong danh sách chỉ có hơn 10 loại, số lượng yêu cầu không nhiều, không dọa người như danh sách Phương Nguyên ném ra. Tần Bách Thắng cũng không am hiểu luyện cổ. Luyện cổ tiêu hao quá lớn. Tán tu rất ít khi am hiểu chuyện này, trừ phi là người có thiên phú kinh người. Phương Nguyên phỏng đoán những tiên tài này phần lớn là dùng làm thức ăn cho tiên cổ. Đấu giá bắt đầu, bầu không khí nóng bỏng đến cực điểm. Bởi vì không liên quan đến đổi bán tiên cổ, cánh cửa cạnh tranh trở nên thấp hơn. nhất thời, đại đa số cổ tiên đều lẫn vào một chân, nhau nhau đấu giá. trong đại sảnh, tiếng gọi giá liên tiếp vang lên, thanh thế to lớn, có thể được xưng là lần đầu tiên cho đến nay. giá cả trong bầu không khí đó cũng nhanh chóng được kéo lên. tần bách thắng miễn cười. tổ chức đại hội đấu giá này, ông ta đương nhiên đã sắp xếp quy trình có lợi hơn cho mình. phương nguyên cũng đấu giá mấy lần, nhưng bị những người khác bỏ xa ta vốn có một con cổ sát vận. Đáng tiếc, phàm cổ không có tác dụng đối với tiên nhân. Bộ cổ phương phàm đạo này vô tác dụng đối với ta. Tần Bách Thắng nói thẳng mình có tiên cổ sát vận. Cho dù ta có được tàn phương thất chuyển, nhưng tiên cổ là duy nhất, cũng không thể luyện chế tiên cổ sát vận. Phương Nguyên thu tay lại, cũng không ra giá nữa. Hắn chỉ là một trong rất nhiều người rời khỏi đấu giá. Đấu giá kịch liệt, rất nhanh đào thải một lượng lớn người cuối cùng chỉ còn lại dược hoàng cổ tiên bác chuyển đông hải phượng cửu ca và viên nhượng tôn những nhân vật này đều có một điểm giống nhau đều là thành viên của các thế lực lớn đối với bọn họ mà nói cổ phương sát vận phàm đạo còn có lực hấp dẫn hơn so với tàn phương thất chuyển cổ sát vận phàm đạo có thể quan sát phàm nhân có được chúng thế lực lớn sẽ có tiêu chuẩn để khảo sát nhân tài cho đến lúc này giới cổ sư đều lấy tư chất làm tiêu chuẩn khảo sát nhưng ngoại trừ tư chất, còn có tâm tính, tài năng và cơ duyên nữa. Tài năng bao gồm thiên phú chiến đấu, ngộ tính, thiên phú luyện đạo. Có thể trong thời điểm tu hành mới dần dần bộc lộ được tài năng của mình. Tâm tính cũng có thể thông qua giao tiếp mà nhìn ra được. Chỉ có cơ duyên là khó mà suy đoán. Nhiều khi, thường tư chất không tốt, tài năng không cao, nhưng nhờ vào cơ duyên, cổ sư vẫn có thể nhất phi trùng thiên hoặc cuộc khởi ngoài ý muốn đây là chuyện thường hay xảy ra. Nhất là thế giới này đều có truyền thừa truyền thừa cổ sư lưu lại. Những thế lực này, nếu có cổ sát vận, không thể nghi ngờ có thể khảo sát nhân tài, đề bạc nhân tài một cách toàn diện hơn. Tán tu đều rời khỏi cạnh tranh, nhưng đối với thế lực lớn, lực hấp dẫn lại cực mạnh. Cảm đám đều phân cao thấp không chịu nhượng bộ. Cuối cùng, bộ cổ phương này được bán với giá trên trời. Mấy vị thế lực lớn thiếu chút còn dùng tiên cổ đổi lấy vẫn là một câu của dược hoàng ta lấy danh dự bản thân đảm bảo ta mua trước sau đó trong giao dịch tự do ta sẽ bán cổ phương này cho mọi người dược hoàng là một trong ngũ đại cổ tiên bác chuyển của bắc nguyên là nhân vật lãnh tụ chính phái ông ta đảm bảo trước mặt mọi người lúc này mọi người mới dừng tay điều này khiến cho tần bách thắng thầm hận không thôi nhưng ngoài mặt lại mỉm cười không dám đắc tội với dược hoàng sau đây là một đấu giá thứ hai một con tiên cổ vận đạo thất chuyển có tên là gặp dữ hóa lành. Cổ này tên như ý nghĩa, có thể giúp cho người vận rủi chuyển thành vận may. Tần Bách thắng cất cao giọng nói. Con tiên cổ này cũng tương tự như tiên cổ chiêu tai, đều là vận đạo, thất chuyển nhưng độ nổi tiếng lại không giống nhau. Không ít cổ tiên thất chuyển, thậm chí đại năng bác chuyển vội vàng cạnh tranh với nhau. Có tiên cổ này trong tay, hoàn toàn không cần phối hợp như cổ sát vận gì cả, vô cùng thực dụng không hổ danh là tinh túy chân truyền vận đạo. Cuộc đấu giá triển khai kịch liệt. Trình độ thảm liệt không thua gì chém giết huyết tinh trên chiến trường. Bởi vì giá cạnh tranh quy định là một con tiên cổ kim đạo thất chuyển. Phương Nguyên cũng chỉ có thể sống chết mặt bay. Cuối cùng, giá tiền cứ một đường đi thẳng, trực tiếp vượt qua cả lưu lạc thiên nhai, nhạc sơn nhạc thủy, trở thành cổ được đấu giá cao nhất. Cuộc đấu giá thảm liệt rốt cuộc cũng đã có một kết thúc một trong cổ tiên bác chuyển là ngũ hành sư đã dùng một con tiên cổ kim đạo thất chuyển và một con tiên cổ kim đạo lục chuyển làm chủ cộng thêm nhiều loại tiên tài đã trở thành người chiến thắng cuối cùng ngũ hành sư kim tu kim một thủy hỏa thổ vì thế ông ta có không ít tiên cổ kim đạo nhưng lần này ra tay đối với ông ta mà nói đúng là nhịn đau cắt thịt vì bánh bao thịt mà bỏ qua màng thầu thô phương nguyên hơi tiếc nuối hắn không có vốn liếng để đấu giá mặc dù trong tay hắn có tù binh của tiên nhưng xét theo giá trị mà nói vẫn không cách nào so sánh với tiên cổ duy nhất trên thực tế tiên cổ gặp giữ hóa lành rất thích hợp với xuân thu thiền khuyết điểm của xuân thu thiền là mang đến vận rủi cho chính chủ nhưng nếu có tiên cổ gặp giữ hóa lành nhất định có thể bù đắp khuyết điểm này hơn nữa còn mang đến vận may cho chính chủ không hề nghi ngờ tiên cổ gặp giữ hóa lành vận dụng càng thêm thuận tiện hơn so với tiên cổ liên vận Đáng tiếc, Phương Nguyên so sánh với ngũ hành sư, dược hoàng, tài lực trên lệch vô cùng rõ ràng. Thời gian Phương Nguyên thăng tiên quá ngắn. Từ lúc đạt được phúc địa hồ tiên đến tận bây giờ chẳng qua chỉ mới 2 năm tính theo thời gian ở ngũ vực. Nếu còn ở Nam Cương, đại chiến nghĩa thiên sơn còn chưa bắt đầu. Nói một cách chân thật, trong thời gian ngắn như vậy, Phương Nguyên có thể dùng cơ thể tiên cương phấn đấu ra cơ nghiệp như vậy đã là không dễ dàng gì. Về phần ngũ hành sư, Dược Hoàng và Phượng Cửu Ca, tất cả đều đã tích lũy qua năm dài tháng rộng, tiên nguyên thạch lên đến hàng vạn, thậm chí mấy chục vạn, càng không nói đến những tiên tài khác. Hàng năm, trong thế giới tiên khiếu đều có sản xuất ra, có thể nói là chồng chất như núi. Nhất là tài nguyên sản xuất ra được, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường bảo hoàng thiên. Đây đều là cự đầu. Mặc kệ là chiến lực hay tài lực, thân phận hoặc mối quan hệ xã giao, bất cứ cái nào phương nguyên cũng khó mà với tới được sau gặp giữ hóa lành vẫn là một con tiên cổ thất chuyển, có tên là nhân hỏa đắc phúc. Quy năng của tiên cổ này rất huyền diệu, chính là nhằm vào tai kiếp trong tiên khiếu. Sau khi cổ tiên độ kiếp, đạo ngân trên người sẽ tăng lên rất nhiều, tu vi càng thêm tinh tiến. Tiên cổ nhân hỏa đắc phúc chính là nhằm vào điểm này. Chỉ cần dùng nó, sau khi cổ tiên thành công độ kiếp, đạo ngân trên người sẽ tăng thêm gấp hai lần so với ban đầu. Đây là một con số kinh khủng. Một lần đổ kiếp, thu hoạch tương đương với người bên ngoài đổ kiếp 2 lần. Nhưng con cổ này cũng có một khuyết điểm, chính là trước khi tai kiếp bắt đầu phải thôi động, cho đến khi tai kiếp kết thúc mới có thể ngừng thôi động. Bị con cổ này ảnh hưởng, uy lực của tai kiếp sẽ tăng thêm 3-4 lần. Khuyết điểm này khiến cho các cổ tiên do dự nhưng vẫn khó ngăn được bọn họ động tâm. Dù sao uy năng 3-4 thành so với đạo ngân thu hoạch được gấp đôi, rõ ràng lợi nhiều hơn hại đối với những cường giả có lòng tin đổ kiếp mà nói tiên cổ này không hề nghi ngờ là có lực hấp dẫn rất lớn một trận đấu giá thảm liệt một lần nữa triển khai là cổ tiên kim đạo tần bách thắng đương nhiên lấy tiên cổ kim đạo thất chuyển làm quy định cạnh tranh cuối cùng tráng bách túc thiên quân trịnh mồ hôi dùng giá cao đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh lấy được tiên cổ đấu giá tiếp tục diễn ra giúp cho rất nhiều cổ tiên chủ động tìm được tiên cổ phù hợp với mình Đối với cổ tiên chủ lưu có sự trợ giúp rất lớn như kim vận, mộc vận, thủy vận, hỏa vận, thổ vận. Còn có tiên cổ vận đạo hiếm thấy như tiên cổ vận toán có thể tiến hành dự đoán các hung cho bản thân. Có tiên cổ trấn vận có thể trấn áp khí vận, phòng ngừa khí vận tùy tiện bị xói mòn. Những tiên cổ này không hổ là tinh túy chân truyền vận đạo, không chỉ là thần khí huyền diệu, mà còn có vô số tác dụng, có thể giúp cho người ta mở rộng tầm mắt nhưng những con cổ này đều rơi vào tay dược hoàng phượng cửu ca đây là chuyện nằm trong dự liệu phương nguyên cũng muốn nhúng tay đáng tiếc hắn không có tiên cổ kim đạo đây là chuyện vạn phần bất đắc dĩ những cổ tiên lục chuyển phần lớn cổ tiên thất chuyển cũng giống như phương nguyên chỉ có thể nhìn đám cự đầu đấu giá với nhau giá cả đấu giá nhiều lần tạo ra kỷ lục mới Kỷ lục mà hai con tiên cổ của Phương Nguyên lập được trước kia đã sớm bị gạt ra khỏi 10 vị trí đầu. Món đồ đấu giá sau đây là vật đấu giá cuối cùng, cũng là vật đấu giá quan trọng nhất. Tần Bách Thắng giới thiệu. Kiểu thừa nước đục thả câu như thế này lập tức khiến các cổ tiên hứng thú. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.